Thưa quý vị, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 4 tháng 10 năm 2021 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung. Tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 – Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ năm 2022 đến năm 2024. Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 và quan điểm chủ trương về phòng chống dịch trong tình hình mới, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ sửa đổi bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác theo đó, Ban chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các nghị quyết kết luận của hội nghị Trung ương lần này, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhắc lại những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng.